Chào mừng bạn đến với bộ sản phẩm A-Clock Galvanic Spa, một sản phẩm spa tại nhà sang trọng, chuyên nghiệp với hiệu quả chống lão hóa tuyệt vời nhất. Với việc thiết lập một chế độ chăm sóc da phù hợp với mỗi cá nhân, cùng 4 đầu dẫn chuyên biệt, A-Clock Galvanic Spa thế hệ mới sẽ giúp tăng cường khả năng thẩm thấu và hiệu quả chống lão hóa của công nghệ A-Clock lên gấp 5 lần. Điều này sẽ mang lại cho bạn một làn da sạch và tràn đầy sức sống. Để có một quy trình chăm sóc da chuyên sâu, bạn có thể kết hợp cùng bộ sản phẩm đặc trị và ngăn ngừa lão hóa A-Clock Transformation. Cùng những thành phần A-Clock độc quyền có trong sản phẩm này sẽ giúp đẩy lùi những dấu hiệu lão hóa trên làn da, cho bạn một vẻ ngoài tự tin, bừng sáng. Hãy cùng chúng tôi trải nghiệm sản phẩm tuyệt vời này. Việc chuẩn bị dụng cụ đầy đủ sẽ giúp quá trình trải nghiệm spa tại nhà của bạn hoàn hảo hơn. Những dụng cụ cần chuẩn bị bao gồm máy A-Clock Galvanic Spa, sản phẩm sử dụng kèm đầu dưỡng gel True Face Light Corrector, xịt dưỡng ẩm Napka Motion Mist, khăn mặt, kéo, gương soi. Máy A-Clock Galvanic Spa sẽ bao gồm 4 đầu dưỡng. Đầu dưỡng số 1 dùng cho vùng mặt và cổ, kết hợp cùng sản phẩm gel làm sạch, gel chăm sóc da giúp làm sạch và cung cấp dưỡng chất vào sâu trong da. Đầu dưỡng số 2 có hình oval, dùng cho vùng mắt và nếp nhăn sâu, kết hợp cùng sản phẩm True Face Light Corrector. Sản phẩm này sẽ giúp xóa mờ nếp nhăn và bảo vệ vùng da mắt. Đầu dưỡng số 3 hình lượng sống, dùng cho vùng da cơ thể, giúp da mịn màng, săn chắc, giảm đi lượng mỡ gây hiện tượng sừng vỏ cam trên da. Đầu dưỡng số 4 dùng cho vùng tóc, giúp nuôi dưỡng nang tóc chắc khỏe, kích thích mọc tóc, cho mái tóc bồng bềnh và ống mượt hơn. Với mặt dưỡng rộng cùng với thiết kế cong trên bề mặt, máy A-Clock Galvanic Body Spa sẽ giúp bạn dễ dàng đưa máy đến tận cả các vùng da và đường cong trên cơ thể. Sự kết hợp của máy và sản phẩm sẽ giúp mang lại một làn da cơ thể săn chắc, mịn màng và khỏe mạnh. Độ ẩm trên da luôn cần đủ. Bạn có thể thêm gel hoặc moisture mist nếu thiếu ẩm. Không tách rời đầu dưỡng khỏi bề mặt da. Điều này sẽ giúp dòng điện galvanic hoạt động ổn định. Dùng máy và sản phẩm theo đúng hướng dẫn sử dụng và thời gian. Thoa sản phẩm đều trên da rồi mới khởi động máy. Không vừa thoa sản phẩm vừa khởi động. Và bạn phải chắc chắn rằng làn da đã được làm sạch cơ bản cùng sữa rửa mặt trước khi sử dụng A-Clock Galvanic Spa. Với những thành phần như hoa cúc vàng thọ, tảo biển, vani, sản phẩm này sẽ giúp loại bỏ những bã nhờn, bụi bẩn, sườn da chết trên bề mặt da và tầng sâu trong lỗ chân lông. Phản ứng ion điện chuyển sẽ diễn ra. Đầu dưỡng và gel sẽ có điện tích âm, sẽ giúp sản phẩm hòa tan chất bẩn trên bề mặt da, đồng thời giúp sản phẩm được đẩy sâu vào trong lỗ chân lông và các nếp gấp. Sản phẩm sẽ tập hợp tất cả các chất bẩn còn sót lại bên trong và khiến chúng mang điện tích âm và được hút lên bề mặt da vào bước sau đó. Phản ứng ion điện chuyển cũng sẽ giúp những thành phần A-Clock chống lão hóa, khoáng chất magie trong gel chăm sóc da được thấm sâu, nuôi dưỡng bề mặt da, cũng như được củng cố cho các tầng da bên dưới. Bạn nên sử dụng bước này từ 2 đến 3 lần một tuần. Thời gian sử dụng gel chăm sóc da là 2 phút, sẽ được thể hiện trên màn hình máy. Trước tiên, bạn hãy làm ẩm tay cầm máy bằng sản phẩm Napka Motion Mist và dùng chính bàn tay đó áp vào tấm rơm sau lưng để có sự tiếp xúc tốt nhất. Sau khi đã thoa gel đầy đủ trên bề mặt da, bạn hãy áp máy lên da của mình. Những tiếng beep sẽ phát ra, báo hiệu máy đã điều chỉnh dòng điện phù hợp với làn da của bạn. Để đạt được hiệu quả tối ưu, bạn nên tập trung vào những vùng da cần chăm sóc chuyên sâu như vùng da có lỗ chân lông to, vùng da có nếp nhăn, vết chân chim và đặc biệt vùng da quanh mắt. Vùng mắt, bạn có thể bắt đầu từ vùng gốc mũi, di chuyển vòng qua vùng mắt dưới và nhẹ nhàng di chuyển lên phía dưới chân mày. Hãy lặp lại thật chậm động tác này vài lần. Điều này sẽ giúp chăm sóc vùng da mắt. Lưu ý là cần tránh không để đầu dẫn và sản phẩm tiếp xúc với mí mắt và bên trong mắt. Vùng miệng, bạn di chuyển máy đến vùng miệng, bắt đầu từ nhân trung, hãy di chuyển máy đến má và dừng lại, rồi tiếp tục hướng đến thái dương và chân tóc. Tiếp tục lặp lại động tác này vài lần. Vùng cằm, di chuyển máy đến vùng cằm, bắt đầu từ giữa cằm dưới, bạn hãy di chuyển máy hướng về phía rái tai. Trong quá trình di chuyển, hãy dừng lại một chút ngay tại nếp nhăn vùng miệng cười, lặp lại động tác này vài lần. Vùng trán, di chuyển máy đến vùng trán, đi dọc theo sống mũi theo hướng từ dưới lên trên, ngừng một chút tại khu vực nếp nhăn giữa hai chân mày,
Sau đó, tiếp tục di chuyển lên vùng trán theo hướng từ dưới lên trên. Lặp lại động tác này vài lần trên toàn bộ vùng trán, vùng cổ. Bắt đầu từ dưới chân cổ, hãy di chuyển máy theo hướng từ dưới lên trên cho đến khi chạm vào phần xương cầm. Giữ yên vài giây tại khu vực này rồi di chuyển về vị trí cũ. Lặp lại động tác này vài lần cho đến khi hết quy trình. Khi máy kêu những tiếng bíp liên tục, chứng tỏ quy trình chăm sóc da đã hoàn tất. Lúc này, bạn hãy dùng khăn ẩm để lau sạch toàn bộ sẹo trên bề mặt da và đầu dẫn. Bạn hãy tiếp tục sử dụng sẹo chăm sóc da màu xanh cho làn da mình. Hãy thoa sẹo lên toàn bộ làn da, nhấn chọn chế độ 2 và thao tác các bước tương tự như khi bạn dùng ống sẹo trắng. Thời gian sử dụng cho bước này là 3 phút. Điện tích dương đã được cài đặt sẵn trong sẹo và đầu dẫn. Điều này sẽ giúp cho sản phẩm được chuyển hóa vào sâu bên trong, cung cấp chất dinh dưỡng cho làn da, giúp da sạch hoàn hảo bên ngoài lẫn bên trong. Nhờ vào sự hoạt động của dòng điện Galvanic cùng những thành phần A-Lock chống lão hóa tuyệt vời, sản phẩm sẽ không chỉ làm sạch hoàn hảo làn da mà còn giúp lấy đi lượng bã nhờn, bụi bẩn, dầu dư thừa, sần già và cung cấp dưỡng chất thấm sâu nuôi dưỡng cho làn da từ ngoài vào trong. Bạn sẽ thấy những dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, lỗ chân lông, đốm sạm màu, sự trùng giãn sẽ được giải quyết. Trong bước điều trị những nếp nhăn sâu, bạn sẽ cần có máy Galvanic Spa cùng đầu dưỡng số 2 và sản phẩm True Face Light Corrector. Bạn nên thực hiện việc chăm sóc này hàng ngày vào buổi sáng và tối. Sản phẩm sẽ giúp xóa mờ những nếp nhăn vùng đuôi mắt, vết chân chim, nếp nhăn giữa hai chân mày, trên trán hoặc khóe mũi và khóe miệng, nếp nhăn vùng má, vùng cằm. Sản phẩm vốn có điện tích dương và đầu dưỡng cũng sẽ phát ra điện tích dương, giúp sản phẩm được đưa vào sâu trong da, giúp làm đầy những nếp nhăn trên làn da của bạn. Hãy lấy một lượng sản phẩm vừa đủ cho mỗi vùng da cần trị liệu. Bạn cần chắc chắn rằng da mình đã được làm sạch bằng sữa rửa mặt và nước cân bằng. Sau khi thoa sản phẩm, bạn hãy bấm chế độ số 3. Màn hình sẽ hiện ra thời gian 5 phút, là khoảng thời gian trị liệu dành cho tất cả các vùng da nhăn trên khuôn mặt. Chúng tôi đề nghị bạn hãy dành 2 phút cho vùng da mắt và 3 phút cho những vùng da nhăn còn lại nơi miệng và trán. Tại những vùng da cần điều trị, hãy thoa theo chuyển động vòng tròn theo hướng từ dưới lên trên. Vùng da đầu và nang tóc của chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn rất nhiều khi sử dụng đầu dưỡng số 4 cùng sản phẩm Nutrien Hair Fitness Treatment. Hãy đảm bảo rằng bạn đã gội sạch và lau khô đầu trước khi sử dụng sản phẩm này. Trước tiên, hãy vặn nắp sản phẩm, giúp cho lượng bột khoáng rơi xuống và hòa tan cùng dung dịch bên trong lọ. Bạn có thể lắc nhẹ để giúp sản phẩm hòa tan nhanh hơn. Sau đó, hãy lấy đầu dưỡng bằng nhựa có sẵn trong hộp sản phẩm để lắp vào lọ sản phẩm. Tiếp theo, hãy rẽ mái tóc để lộ ra những phần da đầu cần trị liệu, những vùng mà bạn mong muốn có một mái tóc dày và mượt mà hơn. Sau đó, bạn hãy nhỏ dung dịch sản phẩm lên vùng da này. Để đảm bảo máy hoạt động tốt, hãy làm ẩm phần tay cầm máy, đặt nhẹ máy lên vùng da cần trị liệu và chải nhẹ nhàng trên làn da. Thời gian trị liệu cho vùng da đầu là 2 phút. Đầu dưỡng sẽ giúp đẩy sản phẩm vào sâu bên trong da đầu và nang tóc, giúp đẩy những khoáng chất như kẽm, kali, magie, giúp hỗ trợ nang tóc khỏe mạnh, kích thích mọc tóc và giúp mái tóc bạn luôn khỏe mạnh, bồng bềnh và mượt mà hơn. Nếu trong lọ vẫn còn sản phẩm, bạn hãy tiếp tục nhỏ lên da đầu rồi dùng những đầu ngón tay để massage nhẹ nhàng trên vùng da này. Lưu ý, không nên dùng móng tay để gội hay massage trên da vì sẽ gây ra những tổn thương trên da đầu của bạn. Bạn sẽ cần có máy A-Lock Galvanic Body Spa, sản phẩm A-Lock Body Shaping Gel và A-Lock Dematic Effect cùng Nakka Motion Mix. Sự kết hợp của A-Lock Galvanic Spa cùng sản phẩm sẽ giúp mang lại một làn da săn chắc, mịn màng, đồng thời giảm thiểu sự xuất hiện của chất béo và hiện tượng mỡ dưới da. Sản phẩm này giúp điều trị tận gốc dấu hiệu lão hóa và trùng giãn cho những vùng da bụng, mông, đùi, bắp tay săn chắc và gọn gàng hơn. Để có kết quả tốt nhất, bạn nên sử dụng 3 lần một tuần, mỗi ngày một lần. Đầu dưỡng được thiết kế với những đường cong sẽ phù hợp và tiện lợi khi bạn đưa đến các vùng da trên cơ thể. Trước tiên, hãy thoa sản phẩm A-Lock Body Shaping Gel lên phần da cần điều trị. Tiếp theo, làm ẩm tay bằng sản phẩm Nakka Moisture Mix và cầm vào tấm rơm. Hãy đảm bảo là bạn đã thoa đầy đủ lượng gel lên da, giúp cung cấp độ ẩm hoàn hảo cho máy hoạt động tốt nhất. Với máy A-Lock Galvanic Body Spa, bạn hãy khởi động máy bằng cách nhấn nút bấm duy nhất trên thân máy. Với đầu dẫn lượng sóng trên máy A-Lock Galvanic Spa, bạn hãy nhấn chọn chế độ số 5.
Màn hình sẽ hiển thị thời gian sử dụng là 5 phút. Đây chính là khoảng thời gian điều trị cho mỗi vùng da. Và nếu như vùng bụng quá lớn, bạn có thể chia thành 2 hoặc 4 phần. Hãy luôn thao tác theo chuyển động vòng tròn hướng từ dưới lên trên và bạn nhớ đừng kéo hoặc đẩy mạnh trên bề mặt da. Ngay khi những tiếng bíp liên tục phát ra, chứng tỏ quy trình chăm sóc da đã hoàn tất. Khi này, bạn chỉ cần lau sạch lượng gel còn lại trên da và máy. Để có hiệu quả tốt nhất, bạn hãy kết hợp sử dụng cùng với sản phẩm Ace Globe Dematic Effect. Với thành phần chính là chiết xuất từ hoa dâm bụt và mật ong, sản phẩm này sẽ giúp săn chắc những vùng da sau trị liệu. Bạn cũng có thể sử dụng sản phẩm này như sản phẩm dưỡng da cơ thể hàng ngày. Hãy dùng tay và thoa lên các vùng da với thao tác xoay tròn theo chiều từ dưới lên trên và sử dụng vào mỗi buổi sáng và tối. Bạn sẽ thấy làn da mình không chỉ săn chắc mà còn mềm mại và mịn màng lên một cách rõ nét. Hãy luôn quan tâm đến làn da của mình và để có một vẻ ngoài tỏa sáng và rạng rỡ nhất. Một chế độ sinh hoạt hợp lý cùng công nghệ A-Lock chống lão hóa độc quyền của Nu Skin sẽ giúp mang đến cho bạn một làn da tươi trẻ, săn chắc, mịn màng và tràn đầy sức sống mỗi ngày.